xin được tiếp tục với các thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 1, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời sẽ rét đậm, vùng núi rét hại có nơi dưới 3 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Theo đó, có không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Từ nay đến thứ Tư ngày 18 tháng 1 là giai đoạn rét nhất của đợt này. Nhiệt độ ngày đêm ở Hà Nội chỉ dao động từ 12 đến 16 độ. Từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch trở đi, ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ lên 18 đến 21 độ. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 6 cho đến 9 độ, vùng núi cao có nơi là dưới 3 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Ngoài cây rét đậm rét hại cho phía Bắc, khối không khí lạnh mạnh cũng khiến cho khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi chuyển mưa dông từ nay cho đến thứ Tư.